Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Trong đấu phá thương khung, ngoài tu vi bản thân, đan dược và trang bị cũng là những yếu tố quan trọng cấu thành sức mạnh của các cường giả. Tiêu Viêm là nhân vật chính, tất nhiên sẽ có cho mình những trang bị xịn sò, giúp cậu đột biến trong quá trình chiến đấu. Vậy Tiêu Viêm đã sở hữu những trang bị mạnh mẽ nào? Hãy cùng LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên, Huyền Trọng Xích. Trang bị quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của Tiêu Viêm chính là Huyền Trọng Xích. Đây là một thanh xích sắt đen khổng lồ được chế tạo từ huyễn vẫn huyền thiết, vô cùng cứng và nặng, đồng thời có khả năng kỳ diệu áp chế đấu khí. Tiêu Viêm nhận Huyền Trọng Xích từ Dược Lão, không chỉ dùng nó để khổ luyện mà còn sử dụng trong chiến đấu để bất ngờ giành lợi thế khi mà không còn bị Huyền Trọng Xích áp chế đấu khí. Ngoài ra, Huyền Trọng Xích còn là vũ khí chuyên dụng cho đấu kỹ địa giai cấp thấp Diễm Phần Phệ Lãng Xích. Nếu không có xích này, uy lực của đấu kỹ chỉ có 3 phần. Tiêu Viêm còn dùng Huyền Trọng Xích để tu luyện đấu kỹ địa giai trung cấp Lục Hợp Du Thân Xích. Dù sau này bị Trích Tinh Lão Quỷ đánh nứt trong trận chiến, Huyền Trọng Xích vẫn được Tiêu Viêm sử dụng để đối phó với Thiên Tà Thần trong Đại Chúa Tể. Thứ hai, Vạn Thú Đỉnh. Ở trên đấu khí đại lục, ngoài dị hóa, còn có thiên đỉnh bảng ghi lại những đỉnh luyện dường xuất sắc nhất. Vạn Thú Đỉnh chính là một trong số đó. Ban đầu thuộc về Hàn Phong, sau khi hắn chết, Tiêu Viêm thu được nó làm chiến lợi phẩm. Mặc dù không được ghi rõ xếp hạng, Vạn Thú Đỉnh có khả năng chịu được sức mạnh của dị hóa, làm cho nó trở thành một vũ khí tốt. Thứ ba, Yêu Khôi. Tiêu Viêm từng thu được phương pháp luyện chế khôi lưỡi cổ đại, tạo ra Yêu Khôi. Yêu Khôi có 3 cấp bậc: Nhân giai, địa giai và thiên giai. Trong số đó, địa yêu khôi được tạo ra từ thân thể của địa ma lão quỷ, linh hồn thiết hộ pháp và một viên ma hạch hỏa thuộc tính bậc 7. Ban đầu có thể chống lại ngũ tình đấu thánh, sau này địa yêu khôi tiến hóa thành thiên yêu khôi và đạt cấp độ đấu tôn tam tinh sau khi được rèn luyện qua lưu ly liên tâm hỏa và được cường hóa bởi lôi trì. Tiêu Viêm còn thu phục được 10 địa yêu khôi ở trong di tích đấu thánh. Sau khi được lôi trì cường hóa, tất cả tiến hóa thành thiên yêu khôi. Sau khi giải quyết nổi loạn của Thái Hư Cổ Long, Tiêu Viêm luyện chế ra một thiên yêu khôi từ thân thể và tàn hồn của Bắc Long Vương cùng với thân thể của hai Long Vương khác có sức mạnh ngang với đấu thánh. Thứ tư, Hỏa Lôi Tử. Sau khi thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, Tiêu Viêm dựa theo cuộn trục của Dược Lão thu hợp hỏa hải thành 18 viên hỏa lôi tử. Hỏa lôi tử giống như lựu đạn, đủ mạnh để làm đấu tôn bị thương nặng nếu không đề phòng. Thứ năm, Viễn Cổ Trùng Hoàng Y. Trong thử thách tại Thiên Mộ, Tiêu Viêm bị tấn công bởi Viễn Cổ Trùng và tình cờ nhận được Viễn Cổ Trùng Hoàng Y, một trang bị phòng thủ mạnh mẽ từ thời Viễn Cổ, có thể chống đỡ tấn công của bán thánh mà không bị hủy. Vậy bạn có biết Tiêu Viêm còn sở hữu những trang bị mạnh mẽ nào khác trong đồ phá thực không hay không? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.